cái này là của Nhã về Lăng chuẩn bị. Chúc mừng em vậy thôi, nhưng mà thôi anh sẽ chúc mừng em thôi. Dân quá thì nói là các chú thì con em cố gắng học và làm như vậy thôi. Chơi à, chơi nãy muốn gì được đấy, chơi muốn gì được chị. Kính thưa các bà, kính thưa các anh, các chị, nghi thức lại xuất giá của cháu đến đây cho như đã xong. Xin quý cô, xin bà nội bà ngoại, quý cô, quý bác và tất cả chúng thiên tổ đại diện chúng ta dùng chai để và sau đó là chúng ta thực hiện vô niệm cho cháu ngày kỷ niệm hôm nay.